Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa cái phần bài thi GPT lần thứ 13, môn đai số 7 này. Câu 31, Kono kuni de tamago, gyūnyū. Tiếp theo này, Sanbanme ni oi shokumotsu allergy wa komugiko allergy da. Ở cái đất nước này ấy, cái dị ứng thực phẩm mà nhiều thứ ba. Đằng trước đây các bạn thấy có gì đây? Có đây là trứng và sữa. Đây là gì cả? Dị ứng bột mì. Vậy thì chắc chắn là cái đây là cái nhất, đây là cái thứ hai. Vậy thì tiếp theo là cái thứ ba thì phải dùng cái gì nào? Các bạn đúng sẽ là một nhé. Ni tsui de. Thực ra có thể coi là từ vựng thì đúng hơn. Cái này nó sẽ có cái chữ kanji là chữ thứ mà chúng ta đã được học ấy. Đây. Ni sote là dựa trên này, không phải. Ni kawate là thay cho, thay thế. Ni shitagate là cùng với, càng càng, không phải. Câu số 32. Ototo ga skate suru no ga hajimete datta node nando ka koronde ita ga hajimete ni shite wa jiro jouzu datta. Em trai tôi ấy, cái việc nó đi trượt băng là lần đầu tiên nên là nó đã ngã rất là nhiều, thế nhưng mà so với cái việc đấy là lần đầu tiên, đúng không? Ni shite wa là so với việc là lần đầu tiên nhá, thì jouzu rất là giỏi. Tsui ni, masaka, nakanaka và mamonaku. Thì chúng ta sẽ có đáp án đúng của chúng ta ở đây là sẽ là số 3, đúng không? Nakanaka. Các bạn hay dùng cái từ nakanaka trong cái trường hợp là basu ga nakanaka konai, xe buýt mãi không đến, hoặc là mãi mà không thể làm được cái điều gì đó. Nhưng mà ngoài cái nghĩa đấy, cái từ nakanaka còn mang nghĩa giống như kiểu là từ totemo hoặc là hijoni, nghĩa là cực kỳ, rất là. Thì trong trường hợp này nó mang nghĩa như thế. Tsui ni là lỡ, đúng nhỉ? Đấy, à xin lỗi, tsui ni là cuối cùng, đúng không nhỉ? Còn lỡ là tsui. Masaka là có lẽ nào, thể hiện cái sự ngạc nhiên cao độ. Thông thường nó đằng sau nó hay là mấy cái kiểu như là omowanai hay là shinjirarenai, không thể nghĩ được lại như thế, không thể tin được rằng lại là như thế, không phải nhá. Mamonaku là sắp, không hợp nghĩa. Tiếp theo câu số 33. Watashi wa manga bakkari yonde iru to omowarete iru yō da ga sonna koto wa nai. Tama ni wa shōsetsu wo yomu koto gì đó aru. Tôi ấy có vẻ như là hay được nghĩ rằng là chỉ toàn có đọc truyện tranh thôi, thế nhưng sonna koto wa nai, thế nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tama ni wa, đôi khi ấy, shōsetsu wo yomu koto gì đó aru, đôi lúc là tôi đọc truyện gì đấy, tôi đọc truyện tiểu thuyết, đúng không? Tôi đọc tiểu thuyết. Nante datte no hoka ni mo. Và no ho ga, đáp án đúng của chúng ta đấy ở đây phải là mấy nhỉ? Phải là đáp án số 2, datte. Tại sao lại là datte? À, datte ở đây nó chính là bằng demo các bạn nhé. Người ta đưa ra một cái trường hợp để người ta liệt kê. Đấy. Có rất là nhiều thứ và đây người ta liệt kê thêm một cái trường hợp tiêu biểu là gì nhỉ? Chẳng hạn như đọc tiểu thuyết ấy thì tôi cũng có. Nante, thông thường nante nó là cái dạng giống như là nado hay là nanka. Nó thể hiện cái sự gì đấy, cái sự mang tính chất kiểu như là coi thường, khinh miệt, coi nhẹ đấy. Tất nhiên là nó cũng có cái nghĩa dùng để liệt kê giống như là cái từ nado. Thế nhưng mà trong trường câu như thế này nó sẽ không hợp lý, bởi vì là cái sắc thái của cái từ nante này nó không tốt, nó không được tốt nhé. Nohoka nimo thì lại không hợp nghĩa, ý là thỉnh thoảng ngoài cái việc đọc tiểu thuyết ra thì tôi cũng có. Vậy thì cũng có cái gì, đúng nhỉ? Bị không hợp nghĩa. Nohoga là cái gì đó. Các bạn dùng nohoga khi nào? A nohoga đằng sau có nghĩa là cái về phía A ấy, về phía cái danh từ đằng trước đấy thì nó sẽ có cái tính chất gì đấy hơn. Đấy, nhưng mà trong trường này thì không phải. Câu số 34 này. Watashi wa shingaku suru ka shusoku suru ka mayotta ga kazoku ya sensei to nannichi mo gì đó shingaku wo eranda. Tôi đã rất là trăn trở là học lên hay là đi làm, thế nhưng nhiều ngày với lại gia đình và giáo viên thì tôi đã quyết định là học lên. Hanashi atta kiri hanashi atte hajimete. Ở đây chúng ta phải chọn đáp án đúng là mấy đây? Đáp án số 1 đúng nhỉ? Bởi vì chúng ta thấy có cái từ gì nhỉ? Chúng ta có cái từ này. Đấy.
nan ni chi mo nhiều ngày nhá, và một cái sự băn khoăn phân vân rắc rối, đúng nhỉ? Cái ngữ pháp suy nhị có nghĩa là sau rất là nhiều cái trăn trở, sau khi làm rất là nhiều cái việc gì đó thì cái kết quả, cái quyết định cuối cùng là như thế nào, thì hợp nghĩa trong cái trường hợp này. Teirai có nghĩa là kể từ khi đằng trước thì có một cái điều gì đó tiếp diễn liên tục, về sau này không mang tính chất như vậy. Kiri cũng vậy, đúng không nhỉ? Kiri là kể từ khi làm cái điều gì đó trước thì đằng sau là một cái điều mà không xảy ra nữa từ trước đến giờ. Không phải. Tehajimete là kể từ khi làm gì thì mình mới nhận ra, mới biết được một điều gì đó, không hợp nghĩa trong trường hợp này, đúng phải là một nhá. Câu số 35. Kaisha de, ở công ty này, Kacho nói gì đấy? Yamashita-san, Eisha no Kimura-sama ga gì đó, Osetsushitsu ni annai shite kudasai. Hai, wakarimashita. Tổ trưởng nói với lại Yamashita là gì đấy nhỉ? Yamashita, ngài Kimura của công ty A ấy, gì đó, hãy gì đây nhỉ? Hãy dẫn ngài đến phòng gì đấy, phòng tiếp khách. Vâng, tôi biết rồi. Vậy thì ở đây là một cái gì các bạn? Đây là một cái người ở công ty khác, đúng không? Đấy. Đây là một người ngoài. Do vậy chúng ta phải dùng cái gì ở đây? Phải dùng song kê gộ, phải dùng tôn kính ngữ. Như vậy là các bạn sẽ loại các thêm nhiều ngữ nhá. Vậy thì chúng ta sẽ loại được đáp án số 1 và đáp án số mấy, và đáp án số 2 là khiêm nhường này. Mairu là khiêm nhường của ikuru, ukagau là khiêm nhường của kiku, hoặc là gì nhỉ, hoặc là của kiku, đúng không, hoặc là tazuneru. Oari datara, à không có cái oai, không có cái oari datara này, nó biến từ arimasu ra, mà dùng người không thể dùng arimasu được, đúng không? Chúng ta phải là mấy nhỉ, phải là 4. Oide ni natara. Oide ni natara chính là dạng gì đấy các bạn? Chính là dạng tôn kính ngữ của gì? Oide ni naru chính là dạng tôn kính ngữ của kuru, đúng không? Kuru nó có một số tôn kính ngữ như là oide ni naru này, irasharu này, và gì nữa? Mieru. Đấy, thậm chí là có thể dùng okoshi ni naru. Đấy là một số cái tôn kính ngữ đi kèm với kuru nhá. Thì ở đây phải là đáp án số 4. Cái ngài Kimura này đã đến và hãy dẫn ngài đến phòng tiếp khách. Câu số 36. Jika no oshiire o katazukete itara sofubo no kekkonshiki no shashin ga dete kita. Yoku konna mukashi no shashin ga ima made nokotte ita wake da mono da daru ka no dewa nai ka. Khi mà tôi dọn dẹp cái gì nhỉ? Khi mà tôi dọn dẹp cái tủ tường ấy, đấy, ở nhà cũ thì rất là nhiều bức ảnh về đám cưới của ông bà nó hiện ra, đúng nhỉ? Những bức ảnh có từ ngày xưa như thế này mà vẫn còn lại đến bây giờ sao? Thì thể hiện cái sắc thái cảm xúc này chúng ta sẽ dùng monoda, đúng nhỉ? Chỉ có monoda là thể hiện cái sắc thái cảm xúc đấy thôi nhá. Chúng ta học ở bài 26 trong giáo trình Shinkansen Master, nó sẽ đi kèm với cụm là yoku. Đấy. Wakeda là gì nhỉ? Thông thường wakeda nghĩa là thành ra là, đấy, thảo nào hèn chi mà, nó diễn tả cái gọi là cái sự ngộ ra, nhận ra cái lý do tại sao lại như vậy. Daroka, có lẽ, liệu có phải. No de wanai ka, chẳng phải là hay sao, đều không hợp nghĩa, đúng phải là monoda nhá. Có nghĩa là thật là những cái bức ảnh cũ như thế này đến bây giờ vẫn còn tồn tại sao, đúng không? Vẫn còn sao? Nó mang cái sắc thái cảm xúc như vậy. Câu 37 này. Konkai no senryaku ga yūkō de atta kadoka wa mada kekka ga dete inai. Genjiten de wa gì đó. À. Cái chiến lược lần vừa rồi ấy thì liệu rằng nó có hiệu quả hay không, nó có hữu hiệu hay không? Thì ở thời điểm hiện tại mà vẫn chưa có kết quả thì làm sao? Handan subeki da, handan shikaneru, handan shita ni suginai và handan sezaru o enai. Chúng ta có đáp án đúng là mấy nhỉ? Một là gì đây? Beki là nên làm điều gì đó, cần làm điều gì đó, không phải. Kaneru là gì đấy?
khó mà, đúng không? Không thể. Chính xác là số 2. Dựa vào cái ngữ cảnh của câu nhá. Tại vì là kết quả chưa có thì không thể nào mà đánh giá được là liệu rằng nó có gì nhỉ? Có hiệu quả hay không, đúng không? Các bạn lưu ý là kaneru nhưng mà nghĩa là khó mà, không thể mà. Còn kanenai lại là có thể. Đấy, nó lại đặc biệt như vậy, nhiều người sẽ bị dễ bị nhầm nghĩa. Nisuginai là chỉ là đã phán đoán, không hợp nghĩa. Đành phải, buộc phải, đúng không? Cũng không hợp nghĩa. Câu 38 này. Vợ nói này, ne kono jashi no ankeito ni kotaeru to chūsen de hitori ni terebi ga ataru ndatte obo shite miyō yo. Chūsen de hitori ja. Vợ bảo là này, ndatte đây là giống như tối ưu nhá, nghe nói là nếu chúng ta trả lời cái bản khảo sát ở quyển tạp chí này thì có thể gì đấy nhỉ? Thì một người, đúng không? Một có thể chọn ra một người trúng cái tivi đấy. Bằng cách bốc thăm, mình thử đăng ký xem sao, đúng không? Mình thử chơi xem thế nào, ứng tuyển thế nào. Chồng mới bảo là à, một người thì, đúng không nhỉ? Dạ đây nó chính là đê ạ. Thì chúng ta nhớ lại ngữ pháp ở trong chương trình N3, đó là teoa deoa, có nghĩa là nếu như đằng trước là vậy thì đằng sau là một cái gì nhỉ? Là một cái quà rươi kịch cả, một cái điều không tốt, một điều không mong muốn, đúng không? Xảy ra nhá, quà rươi cô tổ. Thì chúng ta cùng xem cái nào mang tính chất quà rươi cô tổ và hợp nghĩa này. Câu 1, atarimasu yo ni. Khi mà dạng như thế này nó mang nghĩa là cầu cho, mong sao, đúng không nhỉ? Thì nó là một điều tốt rồi, nó không hợp với lại cái dạng này. Ataranai kuse ni. Kuse ni là gì nhỉ? Ấy vậy mà, mang cái sắc thái của trách khinh miệt. Ở đây không hề có cái sắc thái này trong câu, do vậy loại. Câu 3 này, ataru to i na. Mong là đỗ. À, mong là trúng, đúng không? Sai. Đây là một điều tốt. Atarikonayo là gì nhỉ? Không bao giờ trúng được đâu. Ngữ pháp konai này, đúng nhỉ? Đấy, có nghĩa là không đời nào mà, không thể nào mà nhá. Do vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là số 4. Một người ấy, thì một người mà bốc thăm thì làm sao mà trúng được đến lượt mình. Câu số 439. Donna hito ga aite demo kibishiku sesuru Mori senpai da ga naze ka watashi ji no sore wa nai. Senpai Mori ấy là kiểu như là tiếp xúc rất là nghiêm khắc, đúng không nhỉ? Đấy. Dù là đối phương là ai chăng nữa, thế nhưng tại sao tôi không như vậy? No tame ni shika no koto dake de ni tsuite shika wa ni taishite dake wa. À đúng rồi, chúng ta phải là mấy đây? Phải là 4, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà sao? Không hiểu tại sao mà chỉ đối với tôi là không như thế? Đằng trước ở đây các bạn đang thấy là đối với tất cả mọi người đều là như vậy, đúng nhỉ? Và người này đang bảo là tôi vậy thì tôi là ngoại lệ. Mà đối cái việc đối xử từ người nọ đến đối tượng kia ấy là phải dùng nitai shite, đúng nhỉ? Như vậy là 4 nhá. Nitsuite shika này. Shika mà ghép với nai thì nghĩa là, mà nitsuite là gì? Là về, là làm gì đó, đúng không nhỉ? Viết, vẽ, bàn luận, thảo luận về gì đó, không đi với lại cái dạng số đều anai như thế này, phải là động từ như CC vừa nói cơ. No tame ni shika, vì cái gì đó. No koto dake de cũng không phải, chỉ cái việc gì đấy. Câu số 40. Jibun no adobaisu ga aite no jinsei o okiku kaeru gì đó. Dare demo shinchou ni naru daro. Thay đổi, đúng không nhỉ? Lời khuyên của chúng ta ấy, thay đổi mạnh mẽ tới cuộc đời của đối phương thì có lẽ là ai cũng sẽ trở nên thận trọng hơn. Kamoshirenai ippo de, shikanai ippo de, kamoshirenai to shitara và shikanai to shitara. Các bạn có ippo de là gì đây? Một mặt thì, mặt khác thì, nó diễn tả cái sự gì đây? Cái sự đối lập, cái sự tương phản, cái sự có hai mặt trong cùng một vấn đề, đúng không? Đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Jūgyō de sensei no kotoba o kiku ippō de jibun no ike mo
言うべきだろう。言わなければならない。Tức là trong giờ học ấy thì một mặt là nghe sensei giảng bài, nhưng mặt khác cũng phải nói ra ý kiến của bản thân nhá. Nó dùng ipode hoặc là gì nhỉ? Hoặc là kono chiho wa đấy. Kuki ga kirei na ipode nigiyaka, đúng nhỉ? Nigiyaka sugida. Cái địa phương này, cái vùng này thì không khí thì trong lành, thế nhưng mà quá là ồn, đúng không? Nó dùng giống như là cái hamme đấy. Trong trường hợp này thì nó không phải cái tính hai mặt, do vậy chúng ta sẽ loại đáp án số 1 và đáp án số 2. Còn câu 3 và câu 4 này dùng toshitara là giả sử mà, là người ta đưa ra một cái vấn đề giả định. Đằng sau là đào đồ là có lẽ, vậy thì chắc chắn là sẽ là hợp nghĩa hơn, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần xem giữa là kamoshirenai hay là shikanai. Thì các bạn có shikanai đi với veru đằng trước, có nghĩa là chỉ còn cách làm cái điều đó, vì không còn cái lựa chọn nào khác. Nhưng rõ ràng là trong cái câu này nó không hề mang cái sắc thái đầy, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ loại 4, đúng không? Nó phải là mấy nhỉ? Phải là 3. Kamoshirenai toshitara có nghĩa là gì nhỉ? Giả sử mà có cái trường hợp như vậy. Đấy, cái kamoshirenai nó không phải là 100% mà xác suất xảy ra nó thấp hơn. Nhưng mà nếu như là nó có cái xác suất như thế thì xảy ra cái điều đằng sau như thế nào, đúng không nhỉ? Đấy, giả sử nếu như cái lời khuyên của chúng ta có thể thay đổi mạnh cuộc đời của người khác thì có lẽ là ai cũng sẽ trở nên thận trọng hơn khi đưa ra lời khuyên nhé. Đúng, sẽ là Sambang. Câu số 41. Kinjo no toshokan ni yoku iku ga ninki no hon ga gashidashi chū ni gashidashi chū de yome nai koto ga oi no de motto kazu o fuyashite takusan no hito ga yomeru. Khi mà tôi thường hay đi đến cái thư viện ở gần nhà, thế nhưng mà những cái sách nổi tiếng ấy, đúng không nhỉ? Đấy, thì làm sao đấy, đều là đang cho người ta mượn, do vậy là tôi không thể đọc được. Vì vậy mà tôi làm sao đấy này, tôi muốn làm tăng cái số lượng lên hơn nữa, nhiều người có thể đọc được. Yoni shite hoshi, yoni naritai, yoni suru koto ga dekiru và yoni naro to shite iru. Ở đây chúng ta phải chọn đáp án số mấy nhỉ? Đáp án đúng là đáp án số 1, đúng không? Yoni shite hoshi. Các bạn có ngữ pháp te hoshi là mong muốn người khác làm gì. Đấy. Và yoni suru có nghĩa là cố gắng. À, tôi mong muốn các bạn, tôi mong muốn cái thư viện này hãy cố gắng là làm sao đấy để cho nhiều người có thể đọc được nhá. Đúng, sẽ là 1. Yoni naritai các bạn đã học rồi. Yoni naru có nghĩa là sự biến đổi về mặt thói quen hoặc là sự biến đổi về mặt năng lực. Ở đây không phải như thế. Yoni suru koto ga dekiru là gì nhỉ? Ngữ pháp veru koto ga dekiru có nghĩa là có thể làm điều gì đó bằng năng lực, đúng không? Rõ ràng là trong trường này là không đúng rồi. Cố gắng có thể không nói như thế. Yoni naru to shite iru. À, không phải là yoni naru nhá. Tiếp theo câu số 42. Tại cửa hàng này, khách nói: Sumimasen, kono keitai denwa o kaiyaku shitai desu ga. Xin lỗi, tôi muốn gì nhỉ? Tôi muốn hủy cái dịch vụ điện thoại di động này. Đấy, tôi không muốn dùng. Tei kashikomarimashita. Sashi tsukae nakereba kaiyaku no riyu o gì đó. Tôi hiểu rồi, nếu như không phiền ấy thì sao? Đây là lý do hủy, đúng không? Okiki shimasen ka? Okiki ni narimasu ka? Okiki shite mo yoroshii deshou ka? Okiki ni natara ikaga desu ka? À, chúng ta sẽ có cái từ này là từ gì nhỉ? Từ này là kikimasu, nó mang hai nghĩa là nghe hoặc là hỏi, đúng không nhỉ? Dù là nghe hoặc là hỏi đều đến từ phía của mình, đúng không? Đấy, do vậy là mình sẽ phải dùng khiêm nhường ngữ. Do vậy là chúng ta sẽ loại mấy? Chúng ta sẽ loại đáp án số 2, okiki ni narimasu, và đáp án số 4, okiki ni natara ikaga desu ka, là hình thức tôn kính ngữ nhé các bạn nha. Chúng ta có động từ này, động từ vemasu, có một hình thức biến sang tôn kính ngữ, đấy là gì? Đấy là
thêm ô này hoặc là thêm go. Về đúng không? Bỏ masu cộng với ni narimasu. Đấy. Ô đối với nhóm 1 2, go đối với nhóm 3. Vậy thì 24 mặc dù người ta còn thêm thắt thêm những ngữ pháp khác nữa đúng không? Tara ikaga desu ka chính là tara do desu ka đấy. Là làm thế xem thế nào. Nhưng mà cách dùng tô nghĩ ngữ là sai thì dùng khiêm nhường. Do vậy đúng có thể là 1 hoặc 3. Vậy xem đuôi okiki shimasen ka là rủ rê người ta làm đúng không? Đấy, không hợp nghĩa. Đúng của chúng ta phải là số 3 đúng nhỉ? Okiki shitemo yoroshi desho ka. Ở đây chúng ta phân tích một chút này. Dạ khiêm nhường nhá, là okiki shimasu. Mà chúng ta được học ngữ pháp temo đúng nhỉ? Bình thường ấy, chúng ta sẽ nói là ki temo i desu ka. Đấy. Tôi hỏi có được không? Đúng nhỉ? Tôi nghe có được không? Thì khi chúng ta biến sang khiêm nhường ngữ nhá, thì động từ này biến thành okiki shimasu đúng không? Shimasu. Thì shimasu sẽ thành shitemo. I có lịch sự hơn là yoroshi đúng nhỉ? Và desu ka thành lịch sự hơn là desho ka. Đấy. Thực ra là okiki shitemo yoroshi desho ka nó chính là ki temo i desu ka thôi. Tôi hỏi, tôi nghe điều đấy có được không? Đúng sẽ là 3. Tiếp theo là bài dấu sao. Hitori gurashi o hajimeta koro wa ryori mo sentaku mo subete jibun de suru no ga taihen de kore made zutto zero kankyo ni ita ka mainichi datta donna ni megumareta to kanji saserareta to kanji saserareru. Cái lúc mà tôi bắt đầu sống một mình ấy thì nấu ăn này, giặt giũ này, tất cả mọi thứ tôi phải gì đấy, tôi phải tự làm, rất là gì đây nhỉ, rất là vất vả, rất là tai hên. Kore made zutto, ở đây cái từ kore made giống là từ imamade nhá, từ trước đến giờ. Nào các bạn có này, kankyo ni ita ka là ở trong một cái môi trường hàng ngày này, donna ni megumareta là gì đây, được gì đây nhỉ, được có cái ân huệ ấy, được gọi là được cái ân điển đó, được cái điều may mắn đó làm cho tôi đúng nhỉ, khiến tôi cảm thấy rằng. Vậy thì các bạn thấy nhá, ở đây này đằng sau cái từ gì đấy, đằng sau ở đây là megumareta đang để ở thể thường đúng không, đằng sau nó phải là gì các bạn, đằng sau nó phải là danh từ hoặc là ngữ pháp đúng nhỉ. Thì ở đây chúng ta thấy có hai danh từ đấy là kankyo và mainichi và một ngữ pháp đấy là to. To kanji ru tức là cảm thấy rằng, cảm thấy là, như vậy thì đều có thể đi kèm với cái này. Do vậy là chúng ta cũng chưa kết luận được gì. Thế nhưng các bạn thấy là ở đây có cái từ kankyo là môi trường. Đấy, vậy thì nó phải ghép với ba đúng không nhỉ? Ở trong một cái môi trường như thế nào mà đây là dự tội suốt. Đấy, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho thứ tự đúng. Ở đây sẽ là 3 này, donna ni megumareta, xong là 1 kankyo ni ita ka. Đấy, zutto có nghĩa là suốt, nó đi với động từ diễn tả cái sự kéo dài liên tục ấy, thì động từ iru bản thân nó đã là mang tính chất kéo dài rồi. Người ta sẽ không chia là ite iru hay ite ita nhé, những động từ khác thì sẽ phải chia khi đi với zutto, thường là như vậy. Do vậy là ở đây là chúng ta có thể khoanh được luôn đáp án đúng là số 1. Vậy thì còn đáp án số còn 24 nữa chúng ta xếp như thế nào? Thì rõ ràng là khi xếp được như này rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải có trước trước cái thằng gì nhỉ? Trước cái thằng đạt tờ này, đúng không? Chứ phải là gì đây? Xin lỗi. Trước cái kanji ru cảm thấy như thế nào đó thì phải là thể thường. Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải cho số 2 là thể thường mainichi data đứng trước số 4 đúng nhỉ? To kanji saseraderu. Thứ tự đúng là 3 1 2 4. Câu này có nghĩa là cái lúc mà bắt đầu sống một mình ấy thì giặt giũ cơm nước tất cả mọi thứ đều phải làm một mình, rất là vất vả. Vì vậy đã khiến cho tôi cảm thấy là đúng không nhỉ? À,
những cái ngày từ trước đến giờ nhá, tôi đã được ở trong một cái gì đấy nhỉ, được ở trong một cái môi trường, được ở trong một cái cuộc sống, một cái môi trường nó tốt như thế nào, nó được thuận lợi như thế nào. Câu 44, kono okashi wa totemo kantan ni tsukureru kara shoushin sha demo shippai suru. Gì đó, yuji no hanashi o kiite tsukute miyou to omotta koto wa toyu nai wa mazu. Nhìn thì có vẻ là đơn giản đúng không nhỉ? Cái kẹo này ấy, bởi vì là có thể làm một cách đơn giản, ngay cả người bắt đầu này, sai lầm thất bại này, Eugene, tôi nghe được câu chuyện của bạn tôi và tôi đã định thử làm đúng không? Thì ở đây mọi người thấy là tôi nghe được câu chuyện của bạn tôi đúng nhỉ? Vậy câu chuyện đấy có nội dung như thế nào? Chắc chắn là đằng trước nó phải là cái từ tối ưu đúng không? Đấy, trước nó phải là hai, là tối ưu nhá. À, nội dung của câu chuyện là sẽ biểu diễn bằng cái từ này. Vậy trước tối ưu là thể thường đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ phải có đây là mấy đây? Phải là số 3. Này. Vậy thì còn 1 và 4 thì đây là shippai suru. Đấy. Vậy thì chắc chắn là đằng sau nó phải là danh từ rồi. Như vậy sẽ là 1 koto và 4 là gì nhỉ? Mazu. Nhiều bạn sẽ thấy bảo cái từ mazu là đầu tiên, sao lại cho vào đây, nó có hợp không? Thì cái từ mazu ngoài cái nét nghĩa mà chúng ta hay dùng là đầu tiên, nó còn mang cái nghĩa là hầu như, nó hay đi với dạng phủ định. À, câu này có nghĩa là gì nhỉ? Cái kẹo này bởi vì cách làm rất là dễ, do vậy là ngay cả những người những tôi đã nghe được một câu chuyện từ bạn tôi nói là cái kẹo này ấy, bởi vì là làm rất là dễ, ngay cả người mới bắt đầu, người mới học học nấu ăn, người mới học cũng làm sao đây, cũng không, cũng hiếm khi mà không làm được, hiếm khi mà thất bại, nên là tôi đã thử làm. Đúng sẽ là 4 nhá. Tiếp theo câu số 45. Kinjo no super no tonari ni wa cleaning ya ga aru. Super mo cleaning ya mo watashi ga gì đó taskaru. Kite ite kaimono suru tsuide ni azuketa fuku o tori ni ikeru no ga shigoto kara kaeru jikan demo. Ở gì nhỉ? Ở bên cạnh cái siêu thị gần nhà tôi ấy, thì có một cái cửa hàng giặt là mới. Có một cái cửa hàng giặt là cả gì đây nhỉ? Cả cái siêu thị lẫn cái cửa hàng giặt là này, tôi này, thật là điều đó thật là tốt. À, vậy điều đó thật là tốt, vậy thì phải là điều gì thật tốt đúng không? Nó phải là cái việc gì đó tốt. Vậy thì chắc chắn là nó phải ghép với lại từ gì đấy nhỉ? Đáp án số 3 nó phải đứng trước nhá. Đấy. Số 3. Thôi nó dài thì bây giờ sẽ không gõ lại cái nội dung nữa, câu này rất là dài. Tức là cái việc mà chúng ta có thể đi gì nhỉ? Chúng ta có thể đi lấy đồ mà đã gửi ấy, đã giặt ở đấy ấy, thì thật là taskaru, thật là tốt, thật là tiện, thật là cảm kích. Tiếp theo. À, cái đây không phải là kite mà là ITT, nó là chữ khai mở chứ không phải là chữ văn nghe nhé. Nào, ở đây đang có watashi go đúng không? Chúng ta sẽ xem một chút những cái đáp án còn lại. Tiện thể này, tiện thể đi mua đồ, dù là cái khoảng thời gian mà tôi về, dù là khoảng thời gian mà đi về từ công việc. Vậy thì đằng sau đây sẽ phải là một gì đây nhỉ? Đằng sau đây sẽ là một cái động từ diễn tả cái việc gì đây nhỉ? Cái việc mà mình làm. Đấy, cái việc mình làm. Ở đây sẽ có hai việc mình làm, đấy là số 2 và số 4 là mua đồ đúng không? Và số 4 là mình về về nhà. Thì nếu như các bạn ghép hai vào ấy thì đằng sau nó phải là một cái việc mà chúng ta tiện thể chúng ta làm khi đi mua sắm, mà cái số 3 đã ghép vào trước cái từ taskaru rồi, vậy thì chắc chắn là phải cho cái từ ari ITIT vào đằng sau cái số 2. Như vậy là sẽ không hợp nghĩa.
nhá. Cái suy đề nhị ngữ pháp V này, V1 suy đề nhị, V2 có nghĩa là tiện thể làm V1 thì mình làm luôn V2 đúng không? Do có những điều kiện thuận lợi đi kèm thì cả hai đều phải là hành động. Đấy. Do vậy chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải cho đằng sau cái watashiga này là số 4. Và sau 4 là 1 và 2 đúng nhỉ? Thứ tự của chúng ta là 4 1 2 3. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2. Vậy thì nó mang nghĩa gì? Đấy là dù là này, ví dụ khi mà chúng ta ghép được vào 4 ở đây này. À, cả cái siêu thị lẫn cái cửa hàng giặt lá đấy ấy, dù là khi mà tôi gì đây, tôi về đúng không nhỉ? Tôi đi làm về thì nó vẫn mở. Đấy, nó vẫn mở. ITIT ấy. Do vậy là tôi có thể gì nhỉ? Tôi có thể đi lấy đồ đã gửi. Đấy. Trong khi mà tiện thể đi mua sắm. Do vậy điều này thật là điều rất là taskari, rất là biết ơn, rất là tốt nhá. Câu số 46. Kusuri wa tadashiku gì đó, jōtai o aka sasete shimau kike mo aru. Kōka ga nomanai to erareru hazu no erarenai dake de naku. Thuốc này đúng này có nguy hiểm là cái trạng thái, cái triệu chứng nó tệ hơn. Hiệu quả không uống chắc chắn có thể nhận được, không chỉ là không thể nhận được. Rồi câu này thì có vẻ đơn giản hơn rồi. Ở đây mọi người có tadashiku là đúng, vậy thì nó phải đi với gì? Nó phải đi với nomanaito đúng không nhỉ? Không uống đúng. Đấy, không uống đúng cách ấy. Tiếp theo các bạn có nhé, erareru hazu no thì đằng sau đây phải là một danh từ đúng không? Thế đây có hai danh từ là koka ga hoặc là jōtai, nhưng không ai nói là cái trạng thái mà chắc chắn có thể nhận được đúng nhỉ? Đấy. Vậy thì đây phải là gì đây? Phải là hiệu quả có thể nhận được. Tiếp theo các bạn lại có này, erarenai là không thể nhận được, vậy thì không phải không thể nhận được cái gì? Vậy thì nó phải đi với trợ từ ga đằng trước. Từ đó chúng ta sẽ phải xếp là 3 đúng nhỉ? Erarenai dake. À, ba là erareru chứ. Hazu no. Một là koka ga. Và bốn là erare nai dake de naku. 3, 2, 3, 1, 4. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 1. Câu này là thuốc ấy. Đấy. Nếu như chúng ta không uống đúng thì không chỉ là không thể nhận được những cái hiệu quả lẽ ra mà chắc chắn chúng ta có thể nhận được, mà còn có cái nguy hiểm là làm cho triệu chứng tình hình nó nặng hơn nữa. Các bạn thấy là cái câu dịch nghĩa ra rất là khủng khiếp đúng không? Khá là khó, cho nên là cái việc xếp dấu sao của chúng ta sẽ bị tai hên là như thế. Nếu như chúng ta có thể đoán được nghĩa từ những cái thành phần đơn này thì cái việc xếp nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Tiếp theo câu số 47 này. Itsu itemo nagai gyoretsu ga dekiteiru ramen ya nano ni jirada ita kara nanji goro ga suiteiru ka jizen ni kakunin shite kara konkai amari narabanai de sunda no wa. Cái ramen ya là cái quán mì ramen, cái quán mì ramen mà dù lúc nào đi đến đó cũng phải xếp hàng rất là dài, cũng có một cái hàng dài xếp ấy, thế mà đúng không? Nô nhi này, vậy thì đằng sau là một cái điều diễn tả cái sự ngược. À, thì ở đây các bạn thấy nhá, có câu số 4 này. Hôm nay lần này không phải xếp hàng mấy, vậy thì chắc chắn là đằng sau cái nô nhi này phải là số 4 đúng không? Để thể hiện cái nét nghĩa đó này. 4 nhá. Thì ở đây các bạn thấy có gì đây? Có noa. Vậy thì cái từ no này nó đang thay thế cho một cái danh từ gì đó mà các bạn lại để ý thấy đây là da đúng nhỉ? Đấy, vậy thì trước đây phải là gì nhỉ? Trước cái từ da này phải là danh từ tính từ đuôi na hoặc là một số dạng ngữ pháp có thể chấp nhận.
ví dụ thori da, okage da và kara da, đúng nhỉ, là vì. Như vậy chúng ta sẽ phải có cố định một ở đây. Đấy. Vậy thì còn 3 và 2 thì cái nào trước cái nào? Nội dung của 2 là giờ nào, đúng nhỉ? Khoảng mấy giờ thì vắng, và đây là xác nhận trước. Vậy thì phải là mấy trước mấy? Phải là 2 trước 3 đúng không? 2 nhá và 3. Thứ tự đúng là 4 2 3 1. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 3. Cái quán ramen mà lần nào đến cũng có một hàng dài xếp ở đấy, ấy vậy mà lần này không phải xếp mấy. Cái lý do là bởi vì tôi đã đến đó, tôi đã đi đến đó sau khi xác nhận trước xem là khoảng mấy giờ thì nó vắng. Đấy, nghĩa khi mà dịch ra thì nó là như vậy. Tiếp theo là bài ngữ pháp cho đoạn văn. Ikawa ryugakusei no sakubun de, một bài viết của du học sinh. Thông thường là người ta sẽ chọn những bài viết của du học sinh để cho vào trong cái bài này. Nijiu goji, 25 giờ. Senjitsu, saka no Nihon daihyo ga kaigai de shiai o okonai, sono shiai ga shinya ni terebi de namachuke sareta. Mấy hôm trước ấy thì gì nhỉ? Thì đại diện của Nhật Bản, đúng không? Đại diện của các đội bóng ở Nhật Bản ấy thì đã gì nhỉ? Đã thi đấu ở nước ngoài. Và sao đây nhỉ? Và trận đấu đấy ấy đã được truyền hình trực tiếp ở trên TV vào lúc nửa đêm. Namachuke ga hajimaru mae ni oso wa nanji kara ka kakunin shiyou to internet de shirabete odoroita. Trước khi mà tường thuật trực tiếp nó bắt đầu thì tôi gì đấy, tôi đã tìm hiểu, đúng nhỉ, tôi đã tìm hiểu trên mạng xem là cái phát sóng là từ mấy giờ, tôi xác nhận từ xem nó cái phát sóng đấy từ mấy giờ, và tôi đã rất là ngạc nhiên. Aru saito ni kinyo 25 giờ hoso to kaite atta no da. Ở trên một cái trang nọ ấy, nó có viết là vào 25 giờ thứ sáu. Ichinichi wa 48 nha. 24 gan na no ka? 24 gan dewa nai no ka? 24 gan to ieru ka? 24 gan datta daro ka? À vậy thì chúng ta sẽ chọn mấy giờ? Ở đây này, người ta thấy cái gì đây? Người ta thấy là người ta ghi là 25 giờ ngày thứ 6. Xong cái cảm xúc của người ta rất là gì nhỉ? Rất là ngạc nhiên. Vậy thì chắc phải ghép cái gì cho nó thể hiện cái điều đó đúng, chắc phải là số 2. À, đều nay cả là chẳng phải là 1 giờ ấy. À 1 ngày là 24 giờ hay sao? Đấy, tại sao lại ghi là 25 giờ nhá? Nếu như chọn 1 này, một ngày là 24 giờ à, đúng không? Nano cờ là kiểu như là đang lật ngược lại vấn đề, chứ không phải là diễn tả cái suy nghĩ của mình nhá. Do vậy là loại 1. Có thể nói một ngày là 24 giờ à, có lẽ một ngày đã từng là 24 giờ, đều không hợp nghĩa. Đúng nhất phải là số 2. Chẳng phải là một ngày có 24 giờ hay sao mà sau đây ghi là phát sóng vào 25 giờ. Tiếp theo, chiji ni kite kinjo 25時 というのは同様の午前1時のことだとした。Khi mà hỏi người quen ấy thì tôi gì đấy nhỉ? Tôi đã biết được đấy là cái 25 giờ của ngày thứ 6 ấy chính là gì đấy? Chính là 1 giờ sáng của ngày thứ 7. 25時のような表現は店の営業時間の掲示などでも見えるという。Và cái biểu hiện là 25 giờ này ấy, thì nghe nói là chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên những cái thông báo về thời gian bán hàng của các cửa hàng. Naze gozen ichiji o niju goji to hyogen suru no daru ka? Vậy thì tại sao người ta lại biểu hiện cái 1 giờ sáng bằng cái 25 giờ như vậy? 49 này phải điền này. Hyogen o tsukai hajimeta no wa terebi kyoku da to suru setsu ga yuryoku da. Có một cái giả thuyết rất là có hiệu lực, đấy là cái người, cái nơi mà bắt đầu sử dụng cái biểu hiện như thế này hơn cái đó giống và tiếp theo đây đương nhiên phải là một, đúng không?
tất cả những cái kia đều không hợp lý, đúng nhỉ? Nghe nói là sao? Có một cái học có một cái giả thuyết nhé, rất là có cái độ tin cậy cao. Đấy là cái nơi, cái đơn vị mà bắt đầu sử dụng cái biểu hiện như vậy ấy, như này ấy, là đài truyền hình. Nihon no oku no terebi kyoku dewa asa 4 jizengo ni 1日の放送が始まり、そこからの24時間を1日と考える。Ở phần lớn các đài truyền hình ở Nhật thì họ cái việc phát sóng trong một ngày thì bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng, và họ nghĩ rằng 24 giờ kể từ thời điểm đó là một ngày. Đấy. 4 giờ sáng là bắt đầu phát sóng nhá. Và từ 4 giờ sáng tính tiếp theo, đúng nhỉ? Đến hết 24 giờ thì tính là một ngày. Tsumari, terebi kyoku ni totte wa yoru no 0 ji ga 1日 no owari dewa nai. Tức là đối với đài truyền hình ấy thì 0 giờ không phải là kết thúc của một ngày. 22 ji, 23 ji to kitara その次は0時ではなく24時で、午前1時は25時なのである。何時だにゃ。Khi mà chúng ta có 22 giờ, 23 giờ ấy thì tiếp theo đấy không phải là 0 giờ mà là 24 giờ, và 1 giờ sáng sẽ biến thành 25 giờ. このようにして25時という表現が。Như vậy, theo cách này thì cái biểu hiện 25 giờ nó làm sao? Umareru koto になっている。生まれた年を。生まれると言われていた。生まれた年。Ở đây đáp án đúng phải là mấy? Phải là số 4 đúng không nhỉ? Nghe nói là có vẻ như là cái biểu hiện này đã được sinh ra nhé. Các bạn thấy này, câu 1 này, umareru koto ni natteru, các bạn thấy là động từ đang đẻ là umareru, là thể hiện tại. Đấy. Đây cũng vậy, rõ ràng cái này đã được sinh ra rồi, do vậy là sai. Không dùng đúng thể thì là quá khứ. Chưa kể là cái cách dùng ngữ pháp koto ni naru là ai đó quyết định một việc gì đó được quyết định bởi bởi một cái người nào đó. Không phải. Đây là người ta thường nói rằng câu 2 và câu 4 là thể tà, cái hai là tô siêu là cái dạng ý chí, đúng không? Không phải đây chỉ là cái việc mà chúng ta gì nhỉ, chúng ta nhận, chúng ta hỏi một ai đó, đúng không? Đây ở trên các bạn thấy là người ta đang hỏi người quen và biết được điều này, vậy thì nó phải dùng cái dạng là dashi, đúng nhỉ? Có vẻ như là nghe nói là thì mới chính xác, mới hợp lý nhá. Và có vẻ như là cái biểu hiện 25 giờ ấy nó đã được sinh ra theo cách này. Hiện đại の日本社会は夜景化が進み、午前の0時を過ぎても活動している人が多い。Xã hội Nhật Bản hiện đại thì cái kiểu mà thức đêm, đúng nhỉ, đang rất là phổ biến, có rất là nhiều người ngay cả vượt quá 0 giờ sáng vẫn đang làm việc. Đà kà ra, gô zên, rê zi o sugi te mo, kyo wa tsuzuku. Vì vậy, dù có qua 0 giờ sáng thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục. 51 này. Okite kara neru made ga kyo da to kangereba yokujitsu ga yokujitsu no gozen 1 ji dewa naku sono hi no 25 ji to hyogen shita hou ga tekikaku kamoshirenai. Là gì đây? Nếu như, đúng nhỉ, nếu như chúng ta nghĩ rằng từ khi chúng ta dậy đến khi chúng ta ngủ là hôm nay, vậy thì có lẽ là cái biểu hiện 25 giờ của ngày hôm đó là hợp lý hơn so với lại gì đây, so với lại là 1 giờ sáng của ngày tiếp theo nhá. À, đứng đầu một từ này sẽ là một từ nối, đúng nhỉ? Tada ippo tashikani và sore demo, đáp án đúng chúng ta phải là mấy đây, phải là tashikani, đúng nhỉ? Nó sẽ nối hai cái vế trước của vế sau. Đấy, vế trước đang bảo là vượt qua 0 giờ sáng thì ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục. Vậy thì thành ra là quả là nếu như mà chúng ta suy nghĩ được rằng là từ khi ngủ đến khi thức dậy là hôm nay ấy, thì cái gọi chính xác phải là 25 giờ của ngày đấy, chứ không phải là sao nhỉ? Không phải là
một giờ sáng của ngày hôm sau nhá. Đấy, đúng phải là số 3, không phải là chỉ là này, mặt khác hoặc là tuy nhiên nhưng, đúng sẽ là samba. Watashi mo douyō no gozen 1 si ni mita bangumi wa kinjō no yoru ni mita という kanji ga suru no de kinjō 20 to kangaeta hou ga jissai no kankaku ni chikai kimo suru toe. Bởi vì là tôi cảm thấy là sao nhỉ? Cái việc mà mình xem phim, đúng không? À, những cái chương trình mà tôi xem vào 1 giờ sáng ngày thứ bảy, đấy, là tôi cảm thấy giống như là tôi xem vào đêm thứ sáu vậy. Do vậy là tôi nghĩ rằng là cái cách suy nghĩ gọi là 25 giờ ngày thứ sáu thì nó sẽ hợp với cái cảm giác thực tế hơn. Cái bài này nó cũng có thể là sẽ khó hiểu với một số bạn ấy, nhưng mà đại loại là sao? Đại loại là người ta sẽ tính từ khi mà chúng ta ngủ cho đến khi gì nhỉ? Cho đến khi, từ khi chúng ta thức dậy đến khi chúng ta ngủ là một ngày. Mà nhiều người lại thức quá 0 giờ. Đấy, vậy thì đương nhiên là sẽ không thể tính từ 0 giờ đến 24 giờ được, đúng không? Ví dụ là 1 giờ, 2 giờ người ta ngủ thì sẽ phải vòng đúng một vòng như thế. Vậy thì vượt quá đấy sẽ được coi như là một ngày đó. Mà dùng cái biểu hiện là 24 giờ, 25 giờ thì mới thể hiện là vẫn trong một ngày. Ý của bài này là như vậy nhá. Giải thích thêm một chút để cho các bạn hiểu. Mặc dù đi thi là các bạn không cần phải hiểu chi tiết cái này, các bạn chỉ cần xem cái quan hệ giữa những cái câu, những cái đoạn với nhau để có thể chọn được đáp án đúng thôi. Tất nhiên là vẫn muốn làm được điều đấy thì vẫn cần phải đọc lướt, nhưng mà không cần phải hiểu gọi là chi li sâu sắc từng tí một. Sekatsu no yakeka to neru made ga kyō という考え方が24時間しかない1日に20時号に、đấy, chữ mà đọc lộn cả luôn, 25 時を gì đó. Cái cách suy nghĩ ấy là đến lúc ngủ thì mới vẫn tính là ngày hôm nay, và cái kiểu mà cuộc sống về đêm như vậy thì sao nhỉ? Thì nó đã làm một ngày có 24 giờ biến thành, nó đã làm một ngày có 24 giờ sao nhỉ? Biến thành 25 giờ đúng không? Nó đã tạo ra cái 25 giờ trong cái một ngày vốn chỉ có 24 giờ như thế. Vậy thì chúng ta chọn đáp án số mấy nhỉ? Tsukuta karada là bởi vì này. Ở đây không có cái biểu hiện diễn tả quan hệ nhân quả, chúng ta loại cái này. Câu 2, tsukuta no daro. Có lẽ đã tạo ra. Chính xác, đúng là số 2, đúng không? Người ta không khẳng định 100%, người ta chỉ bảo là có lẽ như vậy thôi. Câu số 3, takoto mo aru có nghĩa là đã từng làm gì. Sai. Đây không phải là kể lại trải nghiệm. Không phải là Fuji san ni nobotta koto ga aru. Tahodo đến mức cũng không đúng nhá. Đó là cái phần chữa bài. Thì các bạn xem kỹ để chúng ta có thêm kinh nghiệm khi mà làm cái bài này nhá. Và nên nhớ là cái bài này ấy, mặc dù rất là dài, tương đối là khó, nhưng mà cũng chỉ có tổng cộng là 5 điểm. Nên là các bạn cân nhắc khi mà trong quá trình thi, nếu như chúng ta không đủ thời gian ấy, thì chúng ta hãy đọc lướt và chúng ta chọn trước cái câu mà điền từ nối, sau đấy chúng ta sẽ chọn một loạt đáp án giống nhau. Thì xác suất chúng ta sẽ có từ 1 đến 2 điểm, cao hơn là cái việc mà các bạn dành quá nhiều thời gian và không được điểm nào.